mẫu quả camera chân siêu dài luôn anh em ạ dòng này chuyên thích hợp cho những em nào mà thích lắp ở công trường hoặc là những vị trí nào mà cần khả năng là chống nước anh em nhé chống nước và quay quét cộng với cả màu ban đêm cộng với cả cảnh báo âm thanh các kiểu thì đều có hết luôn nhé đấy cái dòng này của anh email cruiser anh em ạ nó có hai phiên bản cơ một dòng cruiser và một dòng mới ra là dòng cruiser 2 cơ tức là dòng hai nâng cấp lên thì mặt nó như mặt con mèo ấy. còn cái dòng này là dòng đời cũ thì mặt nó như kiểu quả quả bưởi anh em ạ đấy là hai dòng thì hôm nay mình sẽ cho anh em xem qua về cái phần uh, thiết bị bên trong có cái gì nhá và cấu hình sơ bộ trước để anh em hình dung ra là có nên mua cái dòng này không <laughs> dòng này thì hiện tại là trang bị tính trăng human detection nhá tức là sẽ hỗ trợ anh em là checking chuyển động luôn cộng với cả tua thoát thì nói chuyện hai chiều và smart checking tức là hỗ trợ cả tính năng uh, theo dấu người các kiểu Tức là những tính năng gần như cơ bản Hiện tại bây giờ các cái dòng cam xoay thì đều có Nhưng chủ yếu là nó có tính năng này này Kháng nước này Sau đó là hỗ trợ tính năng cho anh em là Âm thanh phát rất là to này Hỗ trợ tính năng ban đêm nhìn màu này Đấy Và chuẩn nén là H265 Mới ra thành ra là nó đỡ tốn băng thông hơn Đấy. Bản này là bản uh, Riêng anh em nhé Sẽ không có đi kèm uh, thẻ nhớ Thẻ nhớ anh em phải tự uh, mua thêm Đấy, Mở hộp ra thì nó sẽ có là cái rắc này cái dây không phải rắc mà là cái đầu cắm cổng lan vào và để cho giảm tối đa cái phần dây lan bị hỏng thì sẽ dùng cái này không phải hỏng mà tức là để cho tránh nước vào dây lan thì dùng cái này cộng một nguồn này ở đây sử dụng nguồn 12 anh em nhé nguồn này thì không nói gì rồi nguồn gọi là cơ cơ bản thôi không có gì rồi sau đó là đến một cái cáp à lộn cái cáp mà là cái 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 đế để anh em bắt vào tường ở đây sẽ bắt dùng 4 ốc nhá. bắt vào tường bắt hai ốc cũng được anh em ạ ở bên mình có bắt hai ốc thôi sau đó là thêm cái đầu ngàm để xoay Tiếp theo là cái nhân vật chính là trên cái cam phía sau Phải nói là từ cái thời mà mình làm camera đến giờ Phải nói lâu lắm mình gặp cái cam nó xấu như con này anh em ạ Các thông số thì xem qua thì đều rất ok Nhưng mà phải nói là cái cam nó xấu thật Khủng khiếp luôn Tức là về cái phần 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 Nói thì không lại bảo là chê Nhưng mà cái 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 cam ấy Tức là khi làm bình thường như anh em ngày xưa anh em làm ấy thì nó hay có quả cam mà cái đầu dưới nó hình tròn thôi, như quả bưởi người ta hay gọi là cái dòng quả bưởi anh em ạ thì cái dòng này dưới nó thun 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 anh em ạ nó chả ra cái giống gì cả trông rất là bựa đây mở cho anh em xem nhé đây là cái phần nắp che, cái này thì lắp xong thì ông nào cũng, cũng sẽ tháo thôi đấy là cái nắp che. ở đây nó sẽ có cái thông số gì trên này anh em nhé đây nó có hai cái đèn này đèn ban, ban ban đêm này đèn này sẽ giúp cho anh em là ban đêm nó phát ánh sáng màu vàng và nhìn được màu và một đèn flash nữa flash để bật tắt uh, flash phải tắt mà để uh, bật cảnh cảnh báo cộng một cái con cảm biến trên này này đấy ở phía sau thì trang bị cho em một loa loa thì không có gì cả loa kêu bình thường vì để ngoài trời mà nên là loa của nó cũng chỉ ở mức bình thường thôi uh, phía bên dưới này thì uh, cái cái ngàm để anh em nắp bộ này vào trong cái khung treo lên và các cái mã seri code rồi mã cài đặt cũng sẽ nằm ở đây này đấy cam nhé cam anh em lật lên này lật cho này lên này thì anh em sẽ có cái nút một là khởi động lại này hai là anh em tháo ra này và lắp thẻ nhớ vào đây để thông số chính còn phần dây cắm nó này Dây cắm dòng này thì thật ra nó như cái dòng bình thường thôi Không có gì cả Một dây cấp nguồn ở đây và một dây cấp lan Dây lan này anh không có dây lan thì anh em uh, bịt nó lại Tức là có đầu bịt thì anh em bịt nó lại Khóa lại cho mình không để nó hở ra Và cấp điện thôi bắt sau đó bắt wifi Cái con này so với con răng dơ À không phải răng dơ mà con cruiser 2 ấy Thì trông nó hơi xấu xấu tí nhưng mà được lại bù lại Thì là cái 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 anten của nó rất là dài Nên con này của nó giá rẻ hơn nhưng bắt sẽ xa hơn nên ở những vị trí hoặc những công trường hoặc nhà ông nào mà không cần yếu tố nó trông nó ghê gớm lắm ấy tức là không cần nó đẹp lắm ấy thì anh em có thể lấy con này và bắt sóng xa hơn còn nếu mà ông nào mà nhìn trông thích đẹp thích màu mè ấy, thì thêm mất mấy lít nữa thì làm con 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 u sơ hai thì trông có đẹp hơn đẹp hơn nhưng thật ra là treo ngoài trời thì mới nhìn nó còn sau cũng chả nhìn đâu anh em ạ chủ yếu là anh em bật lên và thấy nó quay quan quay quan sát rồi thôi chứ còn cũng ta không để ý đâu mới đầu nhìn trông nó hơi bựa bựa tí ấy, nhìn quay quen, quen, quen mắt thì cũng uh, bình thường Đấy, buổi sau thì mình sẽ cho anh em xem về cái phần cài đặt nhé Hôm nay thì sơ bộ qua về phần Thông số máy Đây là có những cái thông số chính để anh em sử dụng Dòng này, dòng này được dùng cái khẩu Là khẩu 3.6 nên góc quét rất là rộng nhé Cực kỳ rộng luôn